Alo, alo, các bạn cũng sắp thi cuối kỳ rồi nhỉ? Rồi, đúng 8 giờ rồi mình sẽ dạy luôn nhá. Thì hôm nay mình sẽ dạy cái chương trình cuối kỳ cho các bạn. Như mọi năm thì nguồn một chiều Jenner ấy, thì các thầy vẫn thường hay dạy là kiểu như là các thầy sẽ dạy diode, xong sau các thầy sẽ dạy luôn diode Jenner. Nhưng thực chất Jenner nó thuộc phần nguồn một chiều và nó nằm sau của cái bài kỹ thuật sung ấy. Các bạn học kỹ thuật sung sau đó thì sẽ học tiếp là máy biến các cái bài máy biến áp rồi cuối cùng là sang cái nguồn một chiều. Đó, thì chính vì vậy mà lúc mà cái khóa giữa kỳ cho các bạn ấy thì mình cũng đã dạy riêng các bạn ấy về cái bài nguồn một chiều này rồi. Tuy nhiên thì để đảm bảo an toàn cho các bạn thì mình cũng sẽ dạy cái bài nguồn một chiều này ở phần cuối kỳ. Tại vì thực chất như mọi năm này, chương trình này thuộc phần cuối kỳ nha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ học là nguồn một chiều. Nguồn một chiều này chính là diode Jenner của các bạn. Tại vì sao mà các thầy hay dạy song song của các bạn luôn? Tại vì các thầy muốn cho các bạn phân biệt giữa diode và diode Jenner. Thì bình thường linh kiện diode của các bạn là như thế này. Đây chính là ký hiệu của diode. Thì dòng của diode thì nó sẽ chạy đúng theo chiều mũi tên, tức là chiều UAK. Đó, nhưng tuy nhiên thì dòng chạy theo diode Jenner thì nó lại ngược lại. Và đây chính là ký hiệu của diode Jenner. Nó có một cái dấu ngã gần gần như cái dấu ngã đây này. Và dòng trong diode Jenner thì nó sẽ ngược lại so với chiều mũi tên. Đó, chính vì vậy mà các thầy hay dạy trên lớp là diode xen luôn với diode Jenner, nhưng thực chất là diode Jenner là thuộc phần nguồn một chiều. Và như mọi năm thì thuộc phần cuối kỳ. Rồi, chúng ta sẽ học này. Trước tiên thì mình cũng sẽ dạy lý thuyết. Lý thuyết nó có thể là hơi bị khó hiểu. Tuy nhiên mà khi các bạn đã học đến cái phần bài tập ví dụ rồi thì nó lại bắt đầu dễ. Rồi, dùng diode. Dùng diode Jenner. Diode Jenner để làm gì? Là nó có chức năng là thực hiện chức năng ổn áp. Đó, diode Jenner thì phân cực ngược. Mình ký hiệu DZ tức là diode Jenner nha. Diode Jenner thì phân cực ngược. UZ là không đổi. Tại sao nó lại phân cực ngược? Thì đây, mình sẽ ký hiệu lại cái diode Jenner cho các bạn nhìn thấy. Đây là một cái diode Jenner. Được chưa? Cái chiều mũi tên thì nó đang quay lên phía trên đúng không? Thì dòng nó sẽ đi xuống phía dưới. Đây chính là dòng UZ. Đó, dòng và chiều dòng điện và dòng nó sẽ đi ngược lại so với chiều mũi tên. Còn diode bình thường của mình thì nó sẽ đi cùng chiều mũi tên. UZ không đổi. Tiếp theo là IZ sẽ phụ thuộc từ khoảng từ IZ max à IZ min cho đến IZ max. Tiếp theo là cái RZ nó sẽ bằng UZ chia cho IZ. Và hệ có một cái gọi là R nhỏ z, người ta gọi là điện trở động.
Điện trở động R nhỏ Z, delta UZ chia cho delta IZ. Đó. Và hệ số ổn định Z. Z sẽ bằng RZ chia cho R nhỏ Z. Mình nhắc lại nha, chương trình cái bài nguồn một chiều này là chính thức là thuộc chương trình cuối kỳ của các bạn đấy, chưa phải là có giữa kỳ đâu. Nhưng do là các bạn học diode thì các thầy cô luôn dạy thêm song song cùng với diode zener để cho các bạn phân biệt được. Còn thực chất là nó là thuộc chương trình cuối kỳ đấy nha. Nên các bạn cô đi không thừa đâu. Rồi, cái mạch đầu tiên mà mình muốn nhắc đến và cũng là mạch mà các bạn hay gặp nhất trong đề thi, đó chính là mạch chỉnh lưu ổn áp. Mạch chỉnh lưu ổn áp này thì sẽ có dạng như sau. Nó có một cái điện trở R ở đây. Đây nó có một cái zener. Và xuống dưới này nó có một cái R tải. Và đây là ura. Đây là E. Hay gọi là U vào đều được. Thì có một số thầy cô ấy thì cuối kỳ các bạn cũng sẽ học và dạy nguồn một chiều, nhưng có một thầy cô thì các thầy cô sẽ dạy song song luôn, nên mình cứ dạy nguồn một chiều lại cho các bạn cho nó chắc nha. Rồi, mình đặt đây là UZ, cái diogener mình đã gọi là Z nha. Thì khi mà để cho cái gener diogener này hoạt động này thì mình sẽ luôn có một cái biểu thức E sẽ lớn hơn UZ thì biểu thức diogener hoạt động. Diogener hoạt động. Rồi, cái diogener này của mình thì mình sẽ cho là RZ bằng 0. Và người ta gọi là coi như là lý tưởng. Ura sẽ bằng UZ và bằng constant. Các bạn cứ viết đi, tí nữa thì mình sẽ cho cái bài tập ví dụ là các bạn sẽ hiểu hết nha. Coi như là lý tưởng. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng định luật Kiyomoto 1. Chúng ta sẽ xét nút. Áp dụng định luật Kiyomoto 1. Kiểu 1 hay 2 gì đó thì tổng dòng ấy. Thì mình sẽ gọi nhá. Mình sẽ gọi cái dòng qua R mình gọi, điện trở R mình gọi là IR. Dòng qua zener mình gọi là IZ. Và dòng qua tải mình gọi là I tải. Được chưa ạ? Thì áp dụng kiểu 1 mình xét nút tại A. Nút tại A là nút này đấy ạ. Thì mình có phải là có xét tại A, xét nút A này. Thì có phải là IR sẽ bằng IZ cộng Y tải không? IR sẽ bằng IZ cộng Y tải. Suy ra IZ sẽ bằng IR trừ Y tải. Được chưa? Đó, chúng ta cứ viết như thế đã. Tiếp theo chúng ta sẽ xét tiếp. Set kiểu phải. Set vòng. Vòng này là gì? Chúng ta sẽ đánh một cái vòng ra đây. Cái vòng này đây ạ. Cái vòng này đây ạ. Đây, cái vòng này các bạn vẽ một vòng tròn ra đây. Chúng ta sẽ set cái vòng. Và set cái vòng này này. Thì những cái vòng, những cái mà cùng chiều mũi tên. Thì nó sẽ, những cái điện áp mà cùng chiều mũi tên ấy. Thì nó sẽ lấy dấu dương. Và những cái điện áp mà ngược chiều mũi tên là lấy dấu âm. Các bạn đã học trong kỹ thuật điện rồi. Thì xét dòng này thì tổng U của vòng, tổng U của vòng đúng không? Sẽ bằng 0, đúng chưa? Còn cái xét cái nút này này thì tổng Y vào nút sẽ bằng tổng Y ra nút. Vào nút bằng tổng Y ra nút.
Được chưa? Bây giờ xét vòng là tổng tổng điện áp của một vòng bằng 0. Vậy thì chúng ta sẽ có những gì? E nó từ trên đi xuống đúng không? Tức là E nó từ trên đi xuống tức là ngược chiều vòng, vòng nó đi lên các ạ. Đây, vòng từ đây đi lên đây. Do vậy mà E ngược chiều vòng. Thấy chưa? Vòng nó đi theo như thế này. Còn E từ trên đi xuống dưới nên ngược chiều vòng. Chúng ta có trừ E cộng cộng gì? IR à, cộng với UR. Tại sao lại là cộng với UR? Tại vì cái chiều dòng điện của chiều dòng điện qua điện trở R nó cùng chiều với vòng. Do vậy cộng với UR. Và cộng thêm với đây, Z Zener cũng thế, dòng của Zener cùng chiều mũi tên. Dòng Zener này đi xuống dưới đây ạ. Cái mũi tên IZ này này nó đi xuống dưới, do vậy cộng với UZ bằng 0. Suy ra E sẽ bằng UZ cộng với UR. Được chưa? Mà à, suy ra suy ra UR sẽ bằng E trừ đi UZ. Được chưa? Mà suy ra IR tức là dòng qua điện trở R sẽ bằng UR chia cho R đúng không? UR chính bằng E trừ đi UZ chia cho R. Được chưa? Mà U tải sẽ bằng U ra chia cho R tải. Tại sao lại là U ra chia cho R tải? Thì lúc đầu cái chỗ này mình quên, mình không viết tiếp. U ra sẽ bằng U tải luôn. Tại sao U ra lại bằng U tải? Tại vì U ra song song với U tải và bằng song song với UZ, do vậy ba cái U này bằng nhau. U tải sẽ bằng U ra chia cho R tải và bằng U tải chia cho R tải, do song song nha, do mắc song song. Suy ra IZ sẽ bằng IZ đây ạ. IZ có phải là bằng EU IR trừ đi tải không? Vậy mình sẽ viết nha, mình sẽ đánh dấu công thức 1 2 2 đây. Đây y tải. Và 3. Từ 1 2 và 3 ta sẽ suy ra IZ sẽ bằng IR trừ y tải. IR chúng ta sẽ bằng E trừ đi UZ chia cho R. Trừ đi y tải sẽ bằng U tải chia cho R. R tải. Đó, thế là chúng ta đã xong biểu thức của IZ. Rồi, có thể học đến chỗ này thì các bạn vẫn chưa hiểu mình phải làm cái gì. Tuy nhiên thì các bạn cứ viết tất cả các công thức theo các định luật này đi. Sau đó thì các bạn sẽ hiểu mình đã làm để làm cái gì. Ví dụ nha. Ví dụ này. Cho U vào bằng 220V. R bằng 220 ohm. UZ bằng 10V. BZ max bằng 400 mW. Câu A, người ta bảo là tính U tải, UR tải bằng bao nhiêu? IZ bằng bao nhiêu? Và IR bằng bao nhiêu? Khi R tải bằng 470 ohm. Câu B, tính R tải để diogenes diogenes hoạt động đạt công suất cực đại. Cực đại. Đó. Đây là đề bài. Với mạch như sau.
Đây chính là R tải. Đây là Diogenes. Và đây là U vào. Đây là R. Đó. Vâng. Rồi các bạn có thắc mắc gì về những công thức lúc trước không? Vừa những cái công thức mà lúc mà mình cho làm, lúc mà cho mình cho ghi cái công thức này này. Các bạn có gì thắc mắc không? Sau đó thì bây giờ mình sẽ áp dụng những công thức ý vào bài này. Chị bị ốm rồi chứ không phải đau họng ấy. Nó là đau họng thôi. Rồi. Có ai còn thắc mắc cái công thức của cái này nữa không? Bây giờ bắt đầu mình sẽ chữa cái đề là cái bài này nhá. Bài này thì người ta bảo là tính R tải này, IZ và IR với R tải bằng 470 kg à 470 ohm. Tiếp theo là tính R tải để diogenes hoạt động ở công suất cực đại. Và mình cũng làm tương tự như vậy thôi. Cũng không khác gì cách làm cả. Đầu tiên nha, mình sẽ so sánh ra. Lúc đầu thì mình có viết là khi E lớn hơn UZ thì diogenes đạt công suất diogenes hoạt động đúng không ạ? Bây giờ mình cũng viết như thế, mình phải cần xem là nó có hoạt động hay không. Thì E bây giờ là U vào đúng không ạ? U vào. Các bạn sẽ thấy U vào bây giờ là bao nhiêu V? U vào bây giờ là bằng 10V như đề bài cho rồi này. Được chưa? Diogenes, UZenes. À, U vào là bằng 20V. Còn diogenes là bằng 10V. Đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ thấy là U vào lớn UZ rồi. Nên suy ra diogenes hoạt động. Diogenes hoạt động bình thường. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có cái biểu thức này đúng không? Biểu thức U ra sẽ bằng U tải bằng UZ và bằng bao nhiêu đó. Chúng ta sẽ có ở đây cũng vậy. U ra sẽ bằng UZ và bằng U tải. Và đều bằng bao nhiêu? UZ là bằng 10V rồi. Chúng ta viết 10V thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét hoạt động của nó. Đây chị sẽ xét vòng trước nha. Xét vòng. Xét vòng. Thì ta sẽ có là U vào sẽ bằng dòng qua R mình đặt là IR và dòng qua Z mình đặt là IZ. Và như vậy U vào sẽ bằng UR cộng UZN UZ. Suy ra UR sẽ bằng U vào trừ UZ. U vào là bằng 20V. 20. UZ bằng 10V. Thì UR sẽ bằng 10V. Đó, ta tính một cái UR rồi. Tiếp theo, ta sẽ tính được cái IR. IR có phải bằng UR chia cho R không? Và bằng 10 chia cho R ở đây là bằng 220. Đúng chưa? Là bằng bao nhiêu? 10 chia cho 220 là bằng bao nhiêu?
10 chia cho 220 là bằng 0,045 ampe. Đó, ta đã có tính được IR rồi nha. Bây giờ ta sẽ bắt đầu áp dụng cái điện áp nút tiếp. Xét nút A. Nút A chính là nút này. Nút A đây. Đó, xét nút A. Dòng qua tải đặt là Y tải. Xét nút A thì tổng điện áp vào nút bằng tổng điện áp ra nút. À, dòng điện vào nút sẽ bằng tổng dòng điện ra nút. Do vậy IR sẽ bằng IZ cộng Y tải. Suy ra IZ sẽ bằng IR trừ đi Y tải. Và bằng IR mình có công thức đây rồi ạ, bằng 0,045. Có số rồi, mình vừa tính được là bằng 0,045 trừ đi Y tải. Y tải có phải bằng U tải chia cho R tải không? Đúng chưa? Và bằng 0,045 trừ đi U tải bằng bao nhiêu? Đề bài cho là bằng, à chưa biết đúng không? Ờ, các bạn sửa cho mình chỗ này U tải bằng 10V nha. U tải biết rồi, U tải bằng 10V, VR tải bằng bao nhiêu? Bằng 10V. Hỏi IZ và IR. À quên nhầm, U tải bằng bao nhiêu? Trời ơi, quên mất. U tải người ta vẫn hỏi bằng bao nhiêu nha. Thì U tải sẽ bằng U ra bằng UZ bằng 10V đây rồi. Do nó song song với nhau. U ra sẽ song song với U tải và song song với UZ. Đây U ra đây. Đó, nó song song với U tải và nó song song với UZ. Do vậy nó bằng 10V hết. Mà U tải mình biết từ trên này rồi là bằng 10. Chia cho R tải là 470. Và mình sẽ ra đáp án. Trừ đi 10 chia cho 470 là bằng 0,023 ampe. Đó, thì mình đã tính được, cái U tải này, đã tính được IR này, đã tính được IZ này. Đây chính là thứ đề bài mong muốn. Và mình cũng đã làm xong rồi. Rồi, các bạn có ai hỏi về bài phần A không? Sau đó tiếp thì mình sẽ sang phần B. Đây phần A. Có ai muốn đặt câu hỏi phần A không thì comment để mình trả lời luôn. Sau đó thì mình sẽ làm phần B, tính R tải mắc để Diogenes hoạt động ở công suất cực đại. Các bạn comment đi, hiểu hay không thì cũng phải comment cho mình biết chứ. Rồi, chúng ta sang phần B. Phần B là tính R tải mắc để P mắc
đúng chưa? Với Zenmax, Diogenes hoạt động ở công suất cực đại. Thì chúng ta hiểu đơn giản là để Zenmax để Zenmax thì Iz phải mắc. Tại vì Pz đấy. Có phải Pz sẽ bằng Iz nhân Uz không? Do vậy mà Pz mắc thì Iz phải mắc. Thì Iz mắc chính là bằng Pz mắc chia cho Uz. Đúng chưa? Mà Pz mắc bằng bao nhiêu? Pz mắc đề bài đã cho rồi ạ. Pz mắc bằng 400. Đây, Pz mắc bằng 400 micro milliwatt. Thì sẽ bằng 400 nhân 10 mũ trừ 3. UZ đây ạ, UZ chính bằng 10V. Và sẽ bằng 0,04 ampe. 0,04 đúng không? Đúng rồi, 0,04 ampe. Tiếp theo, chúng ta sẽ có IR đúng không? Sẽ bằng, đây, IR này sẽ bằng IZ cộng Y tải đúng không? Được chưa ạ? IZ bây giờ sẽ thành IZ max. Vậy suy ra, Y tải sẽ bằng IR trừ đi IZ max. IR chúng ta tính được ở đây là 0,045. IZ max chúng ta vừa tính được ở đây là 0,04. Nên Y tải nó sẽ bằng là 0,004 ampe. Và chúng ta suy ra R tải sẽ bằng U tải chia cho Y tải. Và sẽ bằng U tải ở đây có rồi là bằng 10. Và Y tải chính là 0,004. Và sẽ bằng bao nhiêu? 10 chia cho 0,004 là bằng 2500 à? Đó. Bài này các bạn còn có gì hỏi không? Vô lý gì? Sao vô lý? À, bạn Long tính ra kết quả khác hay như thế nào? Hà Long. Long tính ra kết quả khác hay như thế nào mà vô lý? À quên. Quên mất. Ok. Chỗ này biết rồi. 10 chia cho 0,005 đúng không? 2000. Ok, biết rồi. Rồi. Rồi, chỗ này được chưa?
Ok. Rồi, được chưa? Chúng ta sang ví dụ 2 nha. Có rất nhiều ví dụ về cái mạch này. Mạch thứ hai nó cũng gần tương tự như vậy. Rồi tại đây, nó cũng sẽ như thế này. Rồi. Câu A, người ta sẽ cho các thông số như sau là câu A à câu bài này là người ta sẽ cho các thông số là như thế này. R bằng 1 kg. UZ bằng 6,8 V. U vào bằng 10 V. Y tải mắc bằng bao nhiêu? Người ta hỏi y tải mắc bằng bao nhiêu? Và câu B. Câu A, y tải mắc bằng bao nhiêu? Câu B, R tải min. Đây là y tải mắc nha. Đây là R tải min bằng bao nhiêu để mạch hoạt động bình thường? Rồi. Câu này cũng có mạch như thế này. Đây là U vào. Đây là R, đây là Z và đây là R tải. Rồi, đầu tiên các bạn làm các bạn cứ đánh dấu các cái dòng đi đã. R, IR nhá. IR này. I, Z này và dòng qua tải người ta gọi là Y tải. Rồi, bây giờ các bạn bước đầu tiên các bạn so sánh để xem diosgen nó có hoạt động hay không đã. Giờ hoạt động hay không dựa vào U vào và UZ. U vào, các bạn thấy U vào bằng 10 V đúng không? UZ là bằng 6,8 đúng không? Điều này chứng tỏ là U vào lớn hơn UZ. Xia, diogenes hoạt động. Hoạt động bình thường. Tiếp theo, các bạn sẽ xét. Xét nút tại A đi. Xét nút trước đi. Xét nút tại A. Nút A. Ta có IR sẽ bằng IZ cộng Y tải. Đó, suy ra Y tải sẽ bằng IR trừ đi IZ. Và lúc này các bạn nhận thấy là gì? Vậy Y tải mắc khi mà Y tải bằng IR. Được chưa? Tức là IZ bằng 0. Đó. Được chưa? Và tiếp theo, mình cần phải tính y tải mắc là và bằng bằng IR này là bằng bao nhiêu? Chúng ta xét tiếp vòng. Xét vòng. Ta sẽ có là U vào sẽ bằng UR cộng UZ. Suy ra UR sẽ bằng U vào trừ đi UZ. U vào là bằng 10 V rồi. Trừ đi UZ là bằng 6,8. Và chúng ta là còn 10 trừ đi 6,8 là bằng 3,2 V. Đó, chúng ta có được IR rồi nha. Bây giờ tính như có UR rồi này. Có R rồi này. Thì tính IR rất là bình thường đúng không? Vậy suy ra Y tải mắc sẽ bằng IR và bằng UR chia cho R và bằng 3,2 chia cho bao nhiêu? 3,2 chia cho 1 kg đúng không? Mình đổi ra ohm nhá. 10 mũ 3 và bằng 3,2 nhân 10 mũ trừ 3 ampe. Đó. Chúng ta đã xong được câu A. Sang câu B. Câu B người ta bảo là tính R tải min đúng không? Để mạch hoạt động bình thường đúng không? Thế bây giờ R tải min thì chúng ta phải tương đương suy ra Y tải phải mắc thôi. Đúng chưa? R tải min thì Y tải phải mắc. Đúng chưa ạ? Mà chúng ta có là gì? U tải sẽ bằng UZ và bằng U ra. Như bình thường đúng không? Đúng chưa? Lẽ do song song ấy. Đây. U ra nó ở đây đúng không? U ra sẽ bằng U tải bằng UZ. Do vậy mà cái có cái này thôi.
nên suy ra R tải min sẽ bằng U tải chia cho Y tải max. Đúng chưa ạ? R tải min sẽ bằng U tải chia cho Y tải max. Và U tải thì sẽ bằng bao nhiêu? U tải là bằng U ra và bằng UZ là bằng 6,8V. Đây ạ, bằng 6,8. Bằng UZ nên bằng 6,8 chia cho Y tải là bằng Y tải max là bằng 3,2 nhân 10 mũ trừ 3 ampe. Và các bạn tính ra được bao nhiêu ohm đó. Ok chưa ạ? Ở trong bài thi thì nếu các bạn gặp các cái câu liên quan đến gender thì nó cũng chỉ như thế này thôi, nó không khác gì cả. Ok chưa? Qua ví dụ tiếp theo được chưa? Chúng ta sẽ có 4 ví dụ ở phần này nhá. Ví dụ 3. Tí nữa. Lấy giấy rồi chị. Vâng. Có thiếu giấy không? Không ạ. Lấy ra lấy thứ hai tờ ra bảo giấy của ông quên mất không đấy nhà bạn. Rồi các bạn đã xong ví dụ này chưa? Ok chưa? Để mình chuyển ví dụ tiếp. Ok chưa các bạn? Xong chưa? Để chúng ta đỡ mất thời gian nào. Nhanh 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 các bạn ơi, sao chả thấy ai comment gì cả hay? Không hiểu chỗ nào phải comment cho chị biết chứ. Rồi, chúng ta sẽ sang ví dụ 3 này. Ví dụ 3 thì người ta cho mạch cũng như vậy thôi, nhưng cách hỏi người ta sẽ hỏi khác. Chúng ta xong hết được mạch này là gần như đi được hết toàn bộ các thứ rồi đấy. Đây có U ra. Ở đây thì người ta lại không có R tải đâu ạ. Đây có U vào. Và công thức và cái bài này người ta sẽ cho như thế này. Người ta có UZ là bằng 5,1V. Đúng chưa? Ở đây người ta lại có R nhỏ Z cơ, chứ người ta lại không cho, tức là cái này nó không lý tưởng nữa mà nó người ta cái này người ta xét đến cái giá trị thực. Thực là khi RZ nó khác không, và RZ khác không ở đây đó chính là 10 ohm. Người ta cho giá trị bằng 10 ohm. Tiếp theo là IZ min là bằng 1 mA và IZ max là bằng 15 mA. Và người ta hỏi là UZ min à, U vào min và U vào max là bao nhiêu? U vào min bằng bao nhiêu và U vào max bằng bao nhiêu? Để
Diogenes hoạt động bình thường. Đó, người ta hỏi là u vào min và u vào max là bằng bao nhiêu để Diogenes hoạt động bình thường. Thì làm như thế nào? Làm bình thường thôi ạ. Không có các gì, không có gì khác cả. Rồi, bằng nha. Đây nút A. À, mình vẫn đánh dấu dòng nhá. Đây R. IR và đây là IZ. Ở đây chúng ta không có y tải nữa đâu nha. Tại mạch không cho y tải nên chúng ta không cần quan tâm y tải. Được chưa ạ? Vì rút bây giờ người ta không cần không có y tải nữa, do vậy cái chỗ này này thì IR nó sẽ bằng IZ thôi. Ta có IR sẽ bằng IZ. Mọi khi là IR sẽ bằng IZ cộng y tải đúng không? Nhưng bây giờ y tải nó không có nên do vậy là mạch này gọi là mạch nối tiếp ấy. IR nó sẽ bằng IZ thôi. Được chưa ạ? Do không có tải. Các bạn cứ viết như cái mạch bình thường là do không có tải. Đó. Cho nó giống giống các mạch kia tự rồi tự modify phê ra các cái mạch còn lại thì IR bằng IZ. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét vòng. Xét vòng. Thì ta sẽ có là u vào đúng không? Sẽ bằng UR cộng UZ và cộng với u gọi là uz đấy, gọi là uz phẩy nhá. Mình gọi là một cái uz mà một cái mình gọi là uz phẩy, và uz phẩy nó bằng cái gì? Bằng ur cộng với uz này mình cái ur này mình vẫn mình sẽ viết là ir nhân với r cộng uz và cộng với uz phẩy này nó là cái gì? Uz phẩy chính bằng uiz nhân với r nhỏ z, tức là địa chuyển động ấy. Được chưa ạ? Đó, công thức đây. Thì suy ra IZ nó sẽ bằng bao nhiêu? IZ các bạn rút ra thôi ạ. IZ sẽ bằng là U vào trừ UZ chia cho nha. Tại sao mình các bạn để ý lên cái điều kiện này này, IR bằng IZ, do vậy IR bằng IZ các bạn thay, các bạn viết thêm một bước nữa. IZ tại vì IR bằng IZ nhá, thì chỗ này IR thay bằng IZ nhân với R cộng với UZ cộng với IZ nhân R nhỏ z, được chưa ạ? IZ sẽ bằng U vào trừ đi UZ chia cho R cộng R nhỏ z. Đó, được chưa ạ? Suy ra IZ các bạn có thấy từ IZ min đến IZ max không ạ? Thì các bạn thay vào thôi ạ. Là 10 nhón bằng IZ min và nhón bằng IZ max. Đó, thì bằng 10 mũ trừ 3 đúng không? IZ min là bằng 10 mũ trừ 3. U vào là bằng bao nhiêu? U vào ở đây chưa có à? À đâu, u vào người ta bắt tìm đúng không? U vào trừ đi UZ. UZ là bằng 5,1 chia cho R. R ở đây là 600 ohm nha. Quên chưa viết, R là 600 ohm. 600 cộng với R nhỏ Z là 10. Nhón bằng IZ max là 15 nhân 10 mũ trừ 3. Đó, các bạn tính xem U vào min và U vào max nó trong khoảng nào. Có bao nhiêu? U vào max có bao nhiêu? Đó. Đó, một câu ví dụ nữa. Ok chưa? Chuyển qua ví dụ tiếp theo được chưa? Các bạn cho U vào, các bạn thay cái biểu thức IZ này này, các bạn tìm IZ ra, xong các bạn cho chạy giữa khoảng IZ min và IZ max, thì các bạn sẽ ra được U vào min và U vào max. Tại vì do IR sẽ bằng IZ nha, nên các bạn quy về một ẩn IZ, rút IZ ra.
Được chưa ạ? Hôm nay á, hôm nay clip chắc tầm 9 rưỡi học cùng thôi. Tại vì bài này nó ngắn mà, nó không dài đâu. Cho lớp ví dụ nữa là gần như là xong được 3 phần 4 bài rồi. Còn các cái khác thì ít thi. Cái dạng này thi nhiều nhất nên mình phải cho ví dụ nhiều nhất này. Rồi các bạn hiểu chưa? Mình qua ví dụ tiếp theo được chưa? Ok chưa ạ? Ok chưa hả các bạn? Rồi. Tiếp nha. Chúng ta sẽ sang ví dụ 4 ạ. Thì ví dụ 4 nó cũng tương tự thôi, nhưng mà nó sẽ dài hơn chút. R này là bằng 100. R tải. Rồi, câu A. Đây là U vào. Là bằng U vào là bằng 16V. 16V. UZ là bằng 10V. R là 100. Người ta bảo là tính IR qua R tải 1 là bằng 200 ohm và R tải 2 là bằng 500 ohm. Tức là gì? Tức là cái trong cái R tải này này thì có hai cái R tải là R tải 1 và R tải 2. Bây giờ người ta bắt tính IR chạy IR này này mà chạy qua R tải 1 và R tải 2 là bao nhiêu? Câu B, người ta bắt tính là IZ1 và IZ2 là bằng bao nhiêu tương ứng với hai R tải tương ứng R tải. Tức là gì? Tức là ứng với cái R tải 1 thì IZ1 bằng bao nhiêu và ứng với R tải 2 là IZ2 bằng bao nhiêu. Và câu C là người ta bắt tính delta IZ và tính delta UZ delta Y tải bằng bao nhiêu. Đó, người ta chỉ hỏi như thế này thôi. Và chúng ta bây giờ bắt đầu làm. Làm như bình thường thôi ạ. Dòng qua IR mình dòng qua R mình gọi là IR, dòng qua Z mình gọi là IZ, dòng qua tải mình gọi là Y tải. Được chưa? Giờ bắt đầu chúng ta bắt đầu làm thôi ạ. U vào là bằng 16 đúng không? UZ là bằng 10 đúng không? Nên U vào sẽ lớn hơn UZ và diogenes hoạt động bình thường. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ xếp vòng. Xếp vào.
Các bạn xếp vòng hay xếp nút trước cũng được, các bạn quen cái làm nào trước thì các bạn làm, nếu không sao. Xếp vòng nhá. Cái vòng này này thì có phải là bằng, có phải là u vào sẽ bằng ur cộng uz không? Được chưa? Suy ra ur sẽ bằng u vào trừ đi uz. Được chưa ạ? À, trước khi các bạn viết cái này thì các bạn viết thêm cho mình cái ura bằng u tải nhé. U tải bằng ura và bằng uz và bằng bao nhiêu? Bằng 10. Các bạn cứ viết cái câu này đầu tiên, sau đó các bạn làm tiếp xét vòng các thứ thì sẽ bằng u vào đây bằng bao nhiêu? U vào là bằng 16, uz đây là bằng 10, vậy trừ đi sẽ còn 6V. Tiếp theo là ir, có ur tính được ir thôi, ir sẽ bằng ur chia cho r. Ur chính là bằng 6 chia cho r là bằng bao nhiêu? R là bằng 100, sẽ bằng 0,06 ampe. Được chưa? Tiếp theo câu B, người ta bảo là tính Iz. Tiếp theo câu tính y tải một, và các bạn có r rồi ấy, thì các bạn sẽ tính luôn được y tải rồi. Y tải một mình tính luôn y tải một, tại vì dù sao xuống chỗ này mình cũng cần tính delta y tải thì mình tí nữa mình trừ luôn nhá. Y tải một sẽ bằng u tải chia cho r tải một, đúng chưa? U tải thì sẽ bằng, u tải là bằng 10. Đây, u tải là bằng 10, được chưa ạ? Chia cho r tải 1, r tải 1 là 200, sẽ là 0,05 ampe. Và y tải 2 thì sẽ bằng u tải chia cho r tải 2 là bằng 10 chia cho r tải 2 là 500, sẽ bằng 0,02 ampe. Vậy suy ra delta y tải, mình làm luôn câu C là cái ý của câu C luôn, delta y tải thì sẽ bằng y tải 1 trừ đi y tải 2. Các bạn để dấu trị tuyệt đối vào để cho nó khỏi âm thì sẽ bằng 0,05 trừ đi 0,02 và bằng 0,03 ampe. Được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta xử lý tiếp đến cái Iz1 và Iz2. Người ta bắt tính Iz1 và Iz2 để làm gì? Để chủ yếu là ra delta Iz đấy. Rồi, chúng ta set nút nha. Cứ Iz là phải có nút. Đấy, set nút A. Set nút A thì ta có IR sẽ bằng Iz cộng y tải. Được chưa ạ? Suy ra Iz sẽ bằng IR trừ đi y tải. Suy ra Iz1 sẽ bằng IR trừ đi y tải 1. IR là bằng bao nhiêu? IR vừa xong là 0,06 trừ đi y tải 1 là 0,05. 0,06 trừ đi 0,05 và bằng 0,01 ampe. Tiếp theo là y tải 2, Iz2 sẽ bằng IR trừ đi y tải 2 và sẽ bằng 0,06 trừ đi 0,02, đúng không? Sẽ bằng 0,03 ampe. À, 0,04 ampe. Và delta Iz sẽ bằng Iz2 trừ đi Iz1 và sẽ bằng 0,04 trừ đi 0,03. À, 0,01 thì sẽ bằng 0,03 ampe. Ok chưa? Rồi, ok chưa các bạn? Cái phần này nó cũng dễ hiểu mà, nó như kỹ thuật điện thôi.
Ok chưa? Hả các bạn? Ok chưa hả? Ôi ok hay không thì cũng nhắn một câu cho chị biết xem nào, đỡ tốn thời gian. Ok chưa hả các bạn ơi? Rồi. Chúng ta sẽ sang tiếp cái dạng thứ hai của cái loại này nhá, là mạch ổn áp. À, dùng Zener kết hợp với diode, à dạy mạch ổn áp dùng transistor kết hợp với diode Zener. Dùng trans kết hợp với diode Zener. Rồi mạch sẽ như sau. Ở đây có một cái chan này. Xuống dưới này chúng ta có một cái diode. Đó. Như đây. Đây chính là R. Đây cực C, cực B, à cực E. Và đây là cực B. Trên này chúng ta sẽ có hai cái R. Người ta gọi đây là RE. Và đây là R tải. Đây là ura. À, điện áp giữa E và B người ta đặt là UBE. Và đây là E, tức là U vào ấy ạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ đánh dấu các dòng điện qua các địa trở. Địa trở qua RE mình gọi là IE. Điện trở qua R tải mình gọi là I tải. Và điện trở qua Zener mình gọi là IZ. Ở cái nút này thì trên phía trên của cái nút này mình có dòng IB là dòng đi vào. IB đi vào phía đi vào cực B. Và IR nó sẽ ở đây. Đó. UR nó sẽ từ đây đến đây. Người ta gọi là UR. Đây UR đây. Và từ đây xuống đây người ta gọi là UZ. Đó. Câu này thì bài tập nó ít khi gặp, mà gặp thì các bạn cũng cứ tương công thức như câu trước thôi, không có gì cả. Bây giờ mình sẽ có nhá. Đã có. Đây, ura. Các bạn gạch cái này đi. Các bạn vẽ lại cho mình cái mũi tên. Đây, ur. Đó, ura nó từ chiều từ trên này xuống dưới này. Ura đây. Ura mũi tên từ trên xuống dưới nha. Ur cũng mũi tên từ trên xuống dưới. Uz cũng vậy.
thì ura sẽ bằng uz trừ đi ube. Tại sao lại là uz trừ đi ube? Tại vì ura chiều từ trên xuống dưới, uz chiều từ trên xuống dưới và ube thì từ dưới lên trên. Ube nó chướng theo chiều từ cực b đến cực e mà. Do vậy ura sẽ bằng uz trừ đi ube. Mà ie sẽ bằng ire cộng với eta. Đây, ire nhá. Đó, ie chúng ta xét tại một cái nút ở trên này thôi. Chúng ta trên này chúng ta sẽ có dòng ie. Và ie này sẽ bằng ire cộng với eta. Y của cái cực e này này sẽ bằng ire cộng với eta. Chúng ta xét tại nút đấy. Đây, mình đánh dấu thêm một cái dòng cho các bạn dễ hiểu. Ie sẽ bằng ire cộng với eta. Ire cộng với eta. Được chưa? Mà ire sẽ bằng ura chia cho ere. Đó, do ura song song với ure và song song với u tải. Do vậy ire sẽ bằng ura chia cho ere. Và tương tự như vậy thì y tải sẽ bằng ura chia cho ere tải. Đó. Suy ra ie sẽ bằng ura nhân với 1 chia cho ere cộng 1 chia ere tải. Đó, các bạn gộp thành công thức như thế này. Được chưa? Đó. Mà trong khi đó IB mình vẫn được tính theo công thức là IE chia cho beta cộng 1. Và IR sẽ bằng IR chính là đoạn này đấy ạ. IR sẽ bằng UR chia cho R. Sẽ bằng. Rồi, các bạn cái nguồn E này thì vẫn như thế nhá. E sẽ bằng UR cộng với UZ. Đây, mình trước khi mình viết thì các bạn viết thêm cho mình cái này. UR nó sẽ cũng vẫn bằng là E trừ đi UZ chia cho R. Đó, giống với cái lúc trước ấy. Lúc trước mình luôn viết là U vào sẽ bằng UR cộng UZ ấy. Đây này, U vào sẽ bằng UR cộng với UZ thì cái này cũng vậy. E nó ở đây đóng vai trò là U vào. Và nó sẽ bằng, đây, E nó sẽ U vào nó chạy từ trên này xuống dưới này. Là bằng E luôn đấy. E bằng U vào và bằng từ trên này xuống dưới này. Nên E sẽ bằng UR cộng với UZ. Đây ạ, E sẽ bằng UR cộng với UZ. Nên suy ra UR sẽ bằng E trừ đi UZ chia cho R. Đó, thế thôi. Và chúng ta cần một, chúng ta cần là thì cần tính ra cái chúng ta cần phải quan tâm là một thông số nữa là cái tại cái nút A này này. Này, cái nút A này, cái nút này, tại nút này. Tại cái nút A này thì ta có phải là có dòng tổng dòng y dòng vào bằng tổng y dòng ra đúng không? Dòng vào nút thì gồm có là IR là dòng vào nút. Và dòng ra nút là IZ và IB. Do vậy mà các bạn cũng viết tương tự thôi ạ. Thì ta sẽ có là IR sẽ bằng IZ cộng với IB. Đúng chưa? Suy ra IZ sẽ bằng IB. À, IR trừ đi IB. Rồi, IR chúng ta đã có đây rồi. IB chúng ta đã có đây rồi. Chúng ta thay vào công thức này. Chúng ta sẽ được IZ. Ok chưa ạ? Đúng chưa? IR là Y vào nút. IB là Y ra nút và IZ là Y ra nút. Do vậy, IR sẽ bằng IB cộng IZ. Đó. Thì các bạn sẽ suy ra công thức này. Các bạn có hai cái này mà. Các bạn thay vào thôi. Các bạn có cái IE này để làm gì? Các bạn có cái IE này để các bạn tính được IB. Từ IB và IR các bạn sẽ ra được IZ. Ok chị ạ? Chúng ta đều phải quy về để tính cái DO Y của Zener. Rồi dạng này ok chưa? Ok chưa hả các bạn?
Dạng này xong chưa? Đó, công thức nó tương tự như vậy thôi. Các bạn tính được IE này, ra được IB này. Từ IE ra được IB. Tính được tiếp IZ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ ra được IZ. IZN. Được chưa ạ? Ok. Rồi chúng ta sẽ sang mạch thứ ba. Đó chính là mạch chỉnh lưu ổn áp có bộ nhiệt. Thì cái này cũng chỉ là công thức thôi. Mạch chỉnh lưu ổn áp có bộ nhiệt thì được làm thì được dùng bằng cái thế này này, một cái zener cộng với một cái diode. Đó, đây là ura. Và đây là e. Được chưa? Thì các bạn sẽ phân biệt nha. Dòng của diode bình thường thì tuân theo chiều mũi tên, tức là diode quay xuống dưới thì u diode quay xuống dưới. Được chưa ạ? Dòng của diode zener thì sẽ ngược chiều với mũi tên, do vậy zener nó sẽ quay lên trên. À quên nhầm. Quay xuống dưới. Nó ngược chiều với zener mà. Nha. Diode bình thường thì dòng của diode quay theo chiều mũi tên. Còn diode zener thì dòng của diode zener nó sẽ ngược với chiều mũi tên của zener. Đó. Thì chính vì vậy mà ura ở chỗ này nó sẽ bằng đúng u diode trừ đi u dz, tức là u zener. Hạ tại hai cái này cùng chiều nhau mà. Ura nó sẽ bằng u diode cộng với u zener. Cộng với u zener nha. Rồi cái loại mạch thứ hai, người ta chỉ đổi cái này, đảo cái này đi thôi. Đó, người ta đảo như thế này. Và đây là ura. Lúc này thì u diode quay lên trên, do vậy mà y dòng của u diode nó sẽ hướng lên trên. Và dòng của cái này nó cũng sẽ hướng lên trên. Dòng của diode zener nó cũng hướng lên trên. Tại nó ngược chiều mũi tên này mà. Mình nói có nói lúc đầu đấy, nó ngược chiều mũi tên, do vậy ura nó sẽ bằng trừ của u diode trừ đi u zener. Hay nói cách khác là trừ của u diode cộng với u diode zener. Đó, thế thôi. Rồi. Cái loại này thì chắc các bạn dễ hiểu rồi, mình sẽ không hỏi nữa. Và cuối cùng, mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái mạch nữa mà các bạn hay thi trong phần zener này là mạch ổn áp dùng IC. Em chả biết đâu. Má ơi. Em dạy một tí đã, chị nói nhỏ nhỏ thôi. Má làm gì đây? Đây. Cái loại thứ ba dùng ổn áp dùng IC, các bạn gặp cái dạng này ở trong cái phòng thí nghiệm ấy. Phòng thí nghiệm nhiều. Các. Đây. Đây là 78XX. Loại này là loại 78XX, đây A là loại 3 chân nối. Ổn áp dùng IC nha. A là loại 3 chân nối, nó sẽ ký hiệu như thế này. Đây. Đây là U vào. Đây là U ra. Và đây là 3. À đâu, cái này là chỉ là chân thôi. Thì cái loại này này, thì đầu ra nó sẽ là XX. Ví dụ nha. Ví dụ này. Ví dụ các bạn dùng cái loại mà 7805 thì U ra của các bạn chính là bằng 5V. Là bằng 05V này. 78XX, 7805, đầu ura nó sẽ là X và sẽ bằng 5V. Được chưa ạ? 05V thì mình biết là 5V luôn. Câu thứ hai. Cái thứ hai mà các bạn dùng một cái loại mà lắm có đề thi người ta cũng hỏi rồi đấy.
là cái loại 79XX. 79XX thì đây là u vào này, vẫn như vậy. Đây là 1 này, đây là 2. Các cái chân này, người ta đánh dấu các chân 1, 2 và 3. Đây là ura. Ura chỗ này lại là chữ XX cơ. Ví dụ nhá, ví dụ loại 7905 thì ura. Giả sử như thế, ura nó sẽ bằng chữ 5V. Đó, chữ XX mà chữ 05V thì nó sẽ viết là chữ 5V luôn. B là loại 3 chân điều chỉnh được. Loại 3 chân điều chỉnh được là nó có ký hiệu như sau. Dưới này nó một con trở này. Ở đây nó lại có một con trở R1. Và đây là R2. Đó. Đây. Dưới đất. Đây là loại LM317. U vào. Đây là 1 này, 2 này và 3. Đây là dòng, đây qua cái chỗ này là Y0. Dòng qua R2 mình gọi là Y2. Và dòng qua R1 mình gọi là Y1. Được chưa ạ? Cái điện áp giữa chân 2 và 3 là 0,25V. Tức là chỗ này là nhầm 1,25V. Tức là chỗ này là 1,25. Thì đầu tiên là mình sẽ có nhá, dòng là thứ nhất là Y0 bằng 0 này. Được chưa ạ? Xét tại cái nút này này thì Y0 người mình mặc định luôn là bằng 0. Và suy ra là sẽ tại vì do Y0 cái nút này này thì có Y0 cộng Y1 sẽ bằng Y2 đúng không? Nên suy ra mà Y0 bằng 0, suy ra Y1 sẽ bằng Y2. Và mình gọi bằng Y luôn. Và bằng 1,25 chia cho R1. 1,25 là điện áp giữa chân 2 và 3. Đó, lên Y1 chân 2 và 3 là chân chỗ này này và chỗ này. Do vậy mà Y1 sẽ bằng Y2 và nó chính bằng cái điện áp giữa hai cái này chia cho R1. Được chưa ạ? Nên ura. Ura thì nó sẽ bao gồm từ đây xuống đây. Đây ura. Được chưa ạ? Ura thì nó sẽ bằng Y nhân với R1 cộng R2. Y toàn mạch, Y của cái này nhân với R1 cộng R2. Và Y cái này là sẽ bằng là 1,25 chia cho R1 nhân với R1 cộng R2. Do vậy mà nó sẽ bằng là 1,25 cộng với 1,25 nhân với R2 chia cho R1. Mình nhân ra thì nó sẽ bằng 1,25 cộng với 1,25 nhân R2 chia cho R1. Được chưa? Đó, ura nó từ cái đoạn này xuống cái đoạn đất này luôn. Do vậy ura sẽ bằng y của cái đoạn này. Mình cứ tưởng tượng y bằng 0 là mất luôn cái đoạn này. Do vậy mình chỉ cần tính cái ura thì mình tính từ đây xuống đây luôn. Và sẽ bằng Y nhân với R1 cộng R2. Mà Y ở đây có rồi, thay số vào. Nhớ nhá, 1,25 là điện áp giữa chân 2 và chân 3. Điện áp giữa chân 2 và chân 3 là 1,25. Đây, 1,25 mình viết chỗ này cho nó chắc đi. 1,25. Điện áp giữa chân 2 và chân 3 là 1,25 nha. Đó. Cái loại này chỉ có công thức thôi. Rồi, bài hôm nay các bạn có hỏi gì nữa không? Hôm nay thế là xong bài general rồi đấy. Bài nguồn một chiều rồi đấy. Mọi năm thì ví dụ các bạn, một số các bạn học cô Nhung ấy. Thì các bạn năm nay hình như cô Nhung cô không dạy mã ET010. Thì các bạn cũng sẽ được học cái bài này ở phần cuối kỳ. Còn các thầy cô khác thì toàn dạy ở giữa kỳ thôi. Nhưng mà cô Nhung thì dạy cuối kỳ. Và còn một số người nữa cũng dạy cuối kỳ. Nhưng hầu hết là đều dạy nguồn một chiều, đi xong các cái bài
các cái mạch này này, các thầy cô thường đi dùng dạy điếu là các thầy cô dạy luôn. Tuy nhiên là mình sẽ đã ôn lại cho các bạn ở phần cuối kỳ rồi đấy. Thì các bạn cố gắng học nha. Để nhỡ mà cuối kỳ nó có vào thì còn biết được. Tại vì mọi năm là có 5 câu cơ. Thì có cả IC, khuyết đại thuật toán. Tuy nhiên năm nay thì do IC thi ở giữa kỳ rồi, nên chưa biết là cuối kỳ có Zener hay không. Năm ngoái thì Zener không thi vào cuối kỳ, nhưng mà năm nay thì chưa biết là có thi hay không đâu nha. Tại vì có 5 câu mà IC đã thi rồi, không biết có thi lại nữa thì không, thì không biết, nên các bạn cứ học đi. Nó chỉ có vài dạng thế này thôi. Rồi các bạn có câu hỏi gì cần hỏi nữa không ạ? Các bạn có còn câu hỏi gì không? Cứ hỏi đi. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không ạ? Zener á? Zener thì dùng cho đúng, nó dùng trong dùng để ổn áp đấy. Kiểu như là dây diốt bình thường ấy, nó chỉ cho dòng một chiều, tức là UA lớn UK thì đi qua được thôi ấy. Còn Zener thì Zener thì nó đây là iốt bình thường, nó chỉ cho dòng chiều này đi qua. Còn Zener thì nó khi mà nó cho chiều này đi qua này, tức là u u vào ấy lớn hơn cái u diode ấy, thì diode Zener nó sẽ cho dòng này đi qua đúng không? Nếu mà u vào nhỏ hơn u diode Zener, diode Zener nha, thì nó sẽ hoạt động như một diode bình thường. Nó không có nó không như cái này là nó chỉ cho một cái đi qua xong nó bị đánh thủng. Còn cái này là nó cho khi mà nó bình thường thì nó hoạt động như một diode Zener, mà khi mà dòng ngược lại thì nó sẽ hoạt động như một diode bình thường. Còn thực tế thì các bạn vào mạch các bạn mới biết được chứ. Chị bây giờ chị cũng đang học mạch này. Thực tế thì các bạn phải làm mạch các bạn mới biết được. Rồi các bạn còn câu hỏi gì nữa không ạ? Alo, alo, còn câu hỏi gì nữa không? Hỏi lốt đi. Cái đấy gì? Cái đấy em đi hỏi nhà sản xuất nha Trung. Làm sao mà chị biết là cái để làm gì đâu? Thế dòng thuận qua đi ốt để làm gì? Câu hỏi này buồn cười ghê. Làm sao mà chị trả lời được?
Rồi, nếu không còn câu hỏi gì khác trong bài thì bye bye các bạn nha. Câu hỏi của Trung thì bao giờ Trung vào chuyên ngành Trung làm theo điện tử Trung sẽ viết, chứ còn chị thật sự kiểu em hỏi như kiểu dòng thuận đi qua gender để làm gì ấy. Ai mà biết được. Rồi, bye bye nha.